Cô chó đáng yêu có chiếc mõm dài nhất thế giới. Mỗi người chúng ta đều sở hữu một đặc điểm cơ thể đặc biệt, và động vật cũng vậy. Những bộ phận độc đáo đó có thể thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Và Eric chính là một ví dụ điển hình. Chú chó giống Bolshoi của Nga này có chiếc mõm dài tận 12,2 inch, tương đương với 31 cm. Với chiếc mõm đặc biệt, Eric nhanh chóng trở thành ngôi sao mạng xã hội. Thậm chí chủ nhân của Eric còn tin tưởng rằng chú chó cưng của mình sẽ ghi danh trong sách kỷ lục thế giới, và không ngại nếu có các chuyên gia đến tận nơi kiểm chứng. Một cặp đôi đến từ Richmond là Lily và Savannah đã nhận nuôi Eric vào tháng 7 năm 2018. Khi đó, Eric chỉ là một chú cún con, và cả hai vợ chồng đều không ngờ mõm của chó cưng lại phát triển đặc biệt như vậy. Ban đầu, Lily và Savannah lập tài khoản Instagram cho Eric với mục đích lưu lại kỷ niệm cho chó cưng. Họ coi tài khoản mạng xã hội như là một cuốn sổ ghi lại quá trình phát triển của Eric. Khi lớn lên, chiếc mõm dài bất thường của Eric nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, tài khoản Instagram của Eric đến nay đã có gần 200.000 người theo dõi. Mọi người đều tỏ ra thích thú với chiếc mõm kỳ lạ của Eric cùng sự đáng yêu, thân thiện của cô chó nhỏ. Eric thuộc dòng chó Bolshoi. Đây là dòng chó săn có nguồn gốc từ thế kỷ 17 ở Nga. Giới quý tộc đặc biệt yêu thích giống chó này vì khả năng săn bắt cực tốt. Chúng có tầm vóc trung bình, sở hữu dáng vẻ trang nghiêm và trầm ổn. Giống chó này không hay sủa lung tung, và chúng thích nghi tốt với cuộc sống ở ngoại ô. Thông thường, những chú chó sở hữu mõm dài hay gặp các vấn đề về răng miệng. Riêng Eric cũng từng được cảnh báo rằng phải mổ nanh để không chọc vào lợi, gây tổn thương. Tuy nhiên, may mắn rằng Eric không gặp phải tình trạng trên. Điều khó khăn duy nhất khi sở hữu chiếc mõm dài đối với Eric chính là việc làm rơi vãi thức ăn. Nếu bạn thấy thích chú chó Eric này thì hãy like và chia sẻ để cho bạn bè cũng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Pet Daily Việt Nam trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.